dính nhỏ con gái nha, trong đây không biết nó có ra sạp sàm không nữa. Ok. Rồi, tôi copy cái đường dẫn này. Mở ra. Đó. Nói ra những cái sản phẩm có liên quan tới ơn cáo bông này ở cái sản phẩm 98, 91 và 95. Xin chào mấy ông. Thì cái video này mình sẽ làm rất là những cái video sau nữa, thì nó là một cái series để mà hướng dẫn cho các bạn cách để mà làm cái chức năng tìm kiếm hình ảnh tương đồng, tìm kiếm hình ảnh tương đồng cho website của mình. Thì đây là một cái chức năng gọi là nó nằm trong cái lĩnh vực AI. Thì cái mục đích của cái video này là hướng dẫn cho các bạn mà không có biết cái gì về về Python, về AI. Nói chung là mình cung cấp cái thuật toán sẵn rồi. Cái việc của các bạn chỉ là cung cấp cái dữ liệu input, ở đây là cái hình ảnh, cái nguồn hình ảnh của các bạn đưa vào, và lấy được cái output là một cái model để nhận dạng thôi. Thì nói chung là vậy. Cái video này nó dành cho các bạn không biết gì luôn. Ok. Thì đầu tiên để mình mở cái web mình lên một cái ha. Ok, đây là trang qua trang web của mình ha. Thì đây là cái trang web bán đồ online, đồ trang trí nội thất của mình. Thì cái mục đích của mình á là mình muốn là khi mà mình làm một cái button nào đó, ví dụ như tìm kiếm ở chỗ này đi, mình nhấn vô, mình upload lên một cái hình thì nó sẽ tìm kiếm ra được những cái sản phẩm tương tương tự như những cái sản phẩm mà mình up lên. Thì đây là cái video đầu tiên, thì mình sẽ làm build build cái gọi là mình gọi đó là cái model đi. Mình build cái model AI đó trước ở trên Google Colab. Thì cái code đây là cái code Google Colab của mình nè. Thì hiện tại là ngày ngày 10 tháng 9, hiện tại là mình đang làm niên luận và sau đó là luận văn. Thì mình không thể nào cung cấp cái source code này ngay tại thời điểm này được, mà nó rơi vào tầm năm 2024, tháng 4, tháng 5, sau khi mà mình làm xong hết mấy cái môn đó thì mình mới upload share cho mọi người được ha. Thì cái code này mình không thể chia share cho mọi người ngay bây giờ được, nhưng mà các bạn coi. Các bạn có thể coi rồi gõ theo hay gì đó chẳng hạn. Thì bây giờ mình bắt đầu ha. Cái mục đích để mình coi, kéo xuống dưới đây. Đây nè bạn. Ví dụ nha, mình ví dụ sơ sơ cho các bạn gọi là có cái nhìn tổng quát. Ví dụ như cái website của mình là có rất là nhiều hình ảnh khác nhau, và mình up lên một cái hình, mình up lên cái hình con chó, và nó tìm ra được những cái ảnh con chó ở trong website mình. Nó tương tự ở đây á, bạn thấy là nó tìm ra được bốn tấm ảnh con chó và có một con gấu bông. Nó tìm ra những cái đặc trưng tương tự thôi, thì nó đề xuất ra được cái những tấm ảnh như này. Thì mình không giải thích cho các bạn cách nó hoạt động, nó tạo ra như thế nào, nhưng mà mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách để mà làm nó thôi. Thì để làm được nó thì bạn quan tâm tới hai điều: một là input, đầu vào là cái gì,
Và đầu ra là gì? Đầu vào là một cái danh sách hình ảnh, và đầu ra là cái hồi nãy mình vừa coi, mình cho các bạn xem, đó là cái kết quả mà mình mong muốn. Đầu tiên, cái đầu vào trong cái website này của mình đó, đó chính là những cái hình ảnh như thế này, toàn bộ cái hình ảnh. Thì cái hình ảnh này nó nằm ở đâu trong cái project của tôi? Nó nằm cái project của mình là Laravel nha. Hình ảnh mình đặt nó ở trong cái phần này. Thì mình thiết kế theo kiểu là một cái thư mục chứa hình ảnh của sản phẩm. Trong này là các cái thư mục con này nó đại diện cho một cái sản phẩm. Thì trong một cái thư mục gì nó chứa các cái hình ảnh, ảnh đại diện và các ảnh phụ. Thì cái project của các bạn có thể là thiết kế theo kiểu là đưa đưa cái hình ảnh này ra ngoài này luôn cũng được, khỏi cần trong thư mục luôn. Thì cái đoạn code trong Colab của mình nó cũng sẽ hoạt động luôn, ok chưa? Cái số code này hiện tại là nó hiểu được cái điều đó luôn. Thì bây giờ tôi cái việc đầu tiên là tôi up up cái hư mục này lên Google Drive đi. Thì tôi đã up rồi, tôi up lên gửi cho mày. Thì cái này rất dữ liệu mình có rất là ít luôn, có 141 tấm hình, 41 sản phẩm. Thì nó có là 141 cái folder. Thì đầu tiên tôi sẽ chỉ cho các bạn, thì cái Google Colab này á, nó sẽ có cái dòng này. Cái dòng này là cái dòng mà mình sẽ liên kết với cái Colab, với cái Google Drive để mình lấy dữ liệu. Thì tôi chạy thử cho mấy ông coi nha. Hiện tại là ở đây nó không có gì hết. Ok, tôi chạy thử dòng này cho mấy ông coi. Kết nối tới Google Drive. Ok, sau khi nó kết nối được Google Drive, tôi reload lại như này ha. Nó ra được một cái thư mục Drive. Trong thư mục Drive này, tôi truy xuất tới cái thư mục hồi nãy đây, nó nằm đây. Trong đây nó lại chứa rất là nhiều cái hình ảnh, các cái thư mục hồi nãy. Thì đây là cái đoạn code mà tôi muốn giới thiệu cho mấy ông biết. Tiếp theo, cái chỗ quan trọng thứ hai, là cái đoạn nào ta? Chờ đợi tôi một tí. Đây, chỗ này, cái dòng này. Thì á, tôi sẽ bắt đầu copy cái folder này. Hiện tại nó đang nằm ở trong Drive. Tôi muốn copy nó ra ngoài này, nằm ở một ngoài này. Thì tôi chạy đoạn lệnh này, nó sẽ copy ra. À, cái đường dẫn này á, thì các bạn sửa lại như như cái trên máy các bạn. Ví dụ như ở đây thì mình nhấn chuột phải, mình sao chép đường dẫn thì nó sẽ ra được cái đường dẫn.
thì bạn thay thế vào đây nha. Sau đó nó tạo nó sẽ copy cái thư mục này ra thành một cái thư mục khác tên là data, dữ liệu thì của y chang ở trong Drive. Rồi nó đã copy ra được cái thư mục data cho mình này nè. Đây, trong đây là các hình ảnh của mình, được chưa? Đây là những cái hình ảnh của mình trong website của mình. Rồi đó, rồi để hai cái này là hai cái input quan trọng nhất mà mình muốn chia sẻ cho các bạn để mình các bạn sửa theo ý các bạn nha. Rồi sau đó mình chỉ cần, các bạn không cần phải hiểu nha, không cần phải hiểu, tại vì nếu như mấy bạn mà muốn hiểu nó rất là khó, trừ khi là mấy bạn học Python rồi. Các bạn học Python rồi thì các bạn có thể hiểu được nó một chút, tại vì nó sử dụng rất là nhiều thư viện khác nhau. Đây thì các bạn không thể nào mà các bạn ngồi coi từng dòng này nó ý nghĩa là cái gì, cái thư viện này nó làm cái gì, nó rất là nhiều luôn, các bạn không thể hiểu nó đâu. Mới bắt đầu các bạn không hiểu đó đâu, sau khi các bạn làm và được cái thành quả rồi á, các bạn hãy bắt đầu tìm hiểu nó là cái gì, mình khuyên là như vậy. Rồi bây giờ đầu tiên là mình build hết, trong này có 40 ô code cho mình sẽ run hết 40 đoạn này. Thì tầm tháng 4 tháng 5 năm 2024 mình mới share cho mọi người cái collab này được. Đây để mình lướt sơ qua ha, để các bạn có dịp poll lại rồi các bạn code lại ha. Tùy các bạn. Đây hiện tại đang build nè. Mình có 100 100 mấy tấm 100 mấy sản phẩm thì nó ra làm mỗi sản phẩm thì nó lại có những tấm ảnh khác, nó cỡ 200 mấy 300 tấm ảnh đó. Nó như thế này, nó đang build đó. Nếu các bạn cần thì các bạn có thể ngồi gõ code lại từ đầu. Ok. Nếu như á mà cái hàng collab này nó có một cái điểm, đó là nếu như mà cái hình ảnh của các bạn có quá nhiều á thì nó sẽ, chỗ này á các bạn nhớ là phải lia nó đi để không thôi nó bị lỗi. Nó bị gam, nó sử dụng nhiều á. Nếu như mà có sử dụng nhiều nữa các bạn bật lên cái GPU. Hiện tại cái này mình làm CPU thôi. Sẵn đây mình giải thích luôn cái chỗ này. Cái chỗ này nó có ý nghĩa là nó sẽ biến những cái hình ảnh của chúng ta thành những cái kiểu như là nó biến thành những cái vector. Tại vì cái máy tính á, thì nó không có hiểu được cái hình ảnh của nguyên dạng của mình đâu. Nó sẽ biến thành các cái vector để nó so sánh coi là cái ảnh nào giống nhau, cảnh nào không giống nhau. À còn một cái điều nữa, ở đây mọi người thấy cái folder name của mình tức là mình sẽ biến những cái ảnh này. Đây, đây một chút xíu mình sẽ giải thích cái chỗ này cho dễ hiểu. Hiện tại thì để họ lấy ra được cái kết quả đi, chứ bây giờ giải thích chỗ này hơi khó hiểu ha.
rồi, nó chạy xong rồi nè, nó chạy xong rồi, xong hết rồi, là xong cái phần chuẩn bị của mình rồi. Bây giờ cái phần sử dụng thôi. Bây giờ cái phần sử dụng thôi. Bây giờ tôi thử cái ảnh con chó. Bây giờ cái website của tôi á, thôi bây giờ tôi lên mạng tôi lấy một tấm hình ảnh cho nó thực tế xíu ha. Bây giờ cái này là cái giường đi, hay cái tủ đi. Tôi kiếm một cái tủ. Cái tủ. Tủ gỗ đi. Lấy lại cái này đi. Tôi download về. Rồi. Tôi upload lên, tôi tìm coi cái tủ này. Ở trong cái tủ tôi cắt cái hình ảnh này, cái website tôi có cái tủ nào nó tương tự như cái tủ này hay không. Thì bây giờ tôi up cái này lên cái nha. Rồi. Sao chép đơn giản. Rồi. Tôi chạy thử. Đó. Đó. Các bạn thấy ghê chưa? Cái tủ này hiện tại nó tìm ra được là cái sản phẩm thứ 104 có cái tủ giống gì. 87 cũng có cái tủ giống gì. Cái sản phẩm 106 cũng có cái tủ giống gì. Thì rồi trở ngược lại cái chỗ này nè bạn. Cái chỗ này nè. Tại sao mà cái chỗ bill nãy đâu ta? Để tôi kiếm coi. Đây 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 chỗ này. Thì nó load ra được cái hình ảnh đúng không? Thì muốn biết cái hình ảnh đó ở cái sản phẩm nào thì tôi phải có một cái tại vì tôi thiết kế theo kiểu như sau. Cái product nãy tôi có nói là tôi những cái folder này nó tượng trưng cho một cái sản phẩm. Nếu như mà tôi không để vô cái này á, cái này mà tôi không để á, tôi xóa đi á, thì cái kết quả nó sẽ chỉ trả về cái hình ảnh thôi. Mình đâu có biết được cái sản phẩm nào đâu. Thì chừng nữa mình đâu có, khi mà mình nhận được cái kết quả này, mình đâu có biết được à cái hình ảnh này nó nằm ở cái sản phẩm nào để mà mình hiển thị nó ra đây đúng không. Thì ở trong database tôi thiết kế như sau. Product. Đây. Cái database tôi thiết kế là cái product 32 này nó tượng trưng cho cái folder 32. À ví dụ như cái folder 32 thì cái folder 32 nó nằm trong đây. Có một cái folder tên là product 32 gì đó. Thì mình thiết kế kiểu như vậy. Cho nên là cái project của các bạn chắc là để mà dễ á, để mà các bạn không phải sửa lại code trong Python này á, trong cái collab này á, thì các bạn hãy thiết kế giống mình luôn đi. Chứ mà nếu như các bạn mà thiết kế theo kiểu khác á,
thì các bạn sẽ phải sửa trong Colab. Nếu các bạn rành thì các bạn có thể sửa được. Thì nó ý nghĩa như thế nào? Ví dụ nha, tôi có được cái product 104 này, thì khi mà tôi muốn biết được cái product 104 này nó nằm ở sản phẩm nào á, tôi sẽ viết một câu lệnh truy vấn tới cái avatar. Tôi tìm trong cái avatar này nó có chứa cái product, cái từ khóa đó hay không. Và nếu như mà có cái từ khóa đó thì nó sẽ trả về nguyên cái dòng này. Các bạn hiểu cái thuật toán không? Cái thuật toán mà để mà mình lấy kết quả từ cái collab này đó, mình trả về cái kết quả đó, xong rồi mình truy xuất nó ngược lại trong database để mà mình lấy lại cái, để là mình lấy về cái dữ liệu mà nó, cái database này trả về. Thì đó là cái mình giải thích cái phần đó. Rồi thì cái video này, cái video đầu tiên này chắc là mình chỉ làm tới đây thôi. Ví dụ như mình tìm một cảnh khác nữa ha. Mình ở trong cái mình tìm một con gấu bông đi. Gấu bông. Gấu bông. Anh này đi. Dính nhỏ con gái nha, trong đây không biết nó có ra sạm không nữa. Ok. Rồi, tôi copy cái đường dẫn này. Mở ra. Nó ra những cái sản phẩm mà có liên quan tới con gấu bông này ở cái sản phẩm 98, 91 và 95. Rồi. Thì cái video tiếp theo là mình sẽ xây dựng một cái API. Cái API này hiện tại là mình chỉ đang thao tác ở trên trực tiếp ở trên Colab thôi. Mình phải làm một cái API để mà mình có thể gửi lên một cái đường dẫn và nó trả về. Cái nó trả về là mình chỉ lấy cái này thôi, hiểu không? Mình chỉ lấy cái đường dẫn này thôi. Kết quả này mình lấy kết quả này là mình có thể truy xuất ra được cái ở trên web mình trả về rồi. Đó, thì cái mà mình mong muốn chỉ là như vậy thôi. Thì các bạn thấy là rất là dễ dàng, chỉ cần cái model này thôi, các bạn cung cấp cho nó cái dữ liệu đầu vào là được rồi, thì các bạn có thể sử dụng được rồi. Ok, xin chào các bạn. Thì các bạn thấy mà thích cái video này thì hãy hãy like và subscribe cho kênh mình nhé. Đón chờ cái video tiếp theo của mình.